các bạn đến với kênh Phúc Vũ Sa Cali ha. Hôm nay đi bán dây chay với mình nha. Thì trong xe mình đang là có bao nhiêu đây? Sẵn rồi mình ghé ngang chỗ cái chị kia, chị kêu lấy ve chai đó. Thì chắc đầy lắm rồi cho nên chỉ gọi. Còn này vòng vòng hàng xóm người ta cho với ở nhà với mình đi collect lại đó. Thì cũng sofa các bạn nhìn trong xe thấy cũng ok rồi. Giờ qua phía bên kia lấy nữa chắc đủ bình xăng ha. Ok, rồi các bạn đi với mình nha. Bắt đầu mình đi đây. Thì các bạn thấy rồi, ở đằng sau xe mình là hiện giờ cũng sắp đầy. Nhưng mà còn lỗ trống đằng sau các bạn, mình sắp vậy chứ ở lỗ trống đằng sau để qua kia mình ghé phía bên kia để mình lấy đó. Mình bỏ vô hôm nay mình đi lên đó mình bán luôn. Tại vì nhà nó cũng nhiều nữa, mình đem về mình lựa thì nó sẽ mất thời gian. Với giờ nó cũng có chỗ, tại nhà nó cũng có chỗ đầy rồi. Cho nên là mình ghé đó, xong cái mình bỏ vô đó, cái mình xuống dưới mình lựa luôn. Thì mình xuống dưới mình sẽ wheel cho các bạn coi mình lựa luôn ha. Ok, thì để tới đó mình lấy xe, mình sẽ wheel cho các bạn ngay chỗ cái nhà mà chị đó hay để dành lại cho mình á. Cứ khoảng tháng mấy là chị cứ gọi cho mình. Có nhiều khi 3 tuần cũng có, 4 tuần cũng có. Lần nào chị cũng gọi á. Nhưng mà lần này tại vì mình không có đi lấy về là bởi vì ở nhà mình nó cũng nhiều rồi. Thì của chị cũng được tháng mấy rồi. Thì mới đầy cho nên ở nhà mình cũng có nhiều. Cho nên là mình chạy qua đó lấy rồi mình chạy đi bán luôn các bạn. Cũng có lựa giống như mấy lần trước mình đem nhà về nhà mình phải lựa đó. Giờ là mình phải lấy bán luôn. Ok, thì có gì mình tới đó mình wheel nha các bạn. Mình dừng video đây. Tới đó mình wheel cho các bạn coi mình lấy. Rồi sau đó mình xuống mình sẽ wheel cho các bạn xem mình lựa như thế nào ha. Các bạn ơi, bây giờ mình lấy xong hả, mình chất lên xe rồi hả? Bây giờ mình đi xuống dưới mình bán nha. Nhưng mà mình xuống dưới xong mình phải lựa lại mình mới bán được ha. Thì bây giờ các bạn đi cùng với mình, đi theo mình ha, đi theo mình xuống dưới để mình lựa như thế nào ha. Thì chỉ có bán dây chai thì mấy cái kia các bạn cũng xem rồi. Nhưng mà kỳ này thì nó lại khác, cái là mình là đem mình lấy xong mình đem đi bán luôn. Đó, các bạn thấy ở trong xe đầy hết trơn rồi. Đầy xe đó. Ok các bạn, bây giờ đi với mình nha. Ok các bạn ơi, mình đã tới ngay chỗ bán rồi ha. Để mình đi lấy cái đồ xuống để mình lựa đó. Cho nên mình sẽ đi lấy mấy cái đó để mình lựa nha các bạn. Mấy đồ đựng để mình lựa ra. Chai theo chai, còn ba cái nhựa nó sẽ theo nhựa nha. Ok, mình đi lấy nha các bạn. Ok các bạn, bây giờ mình ra xe để mình đi lấy mấy cái rổ đựng chai với mấy cái
cái nhựa đó các bạn, plastic bottle, nó thấy mình đi tuốt bên kia để mình lấy không, đó mình lôi cái thùng đó là để đựng cái chai đó, còn cái rổ đỏ đỏ đó mình đựng thùng giấy với cái plastic bottle, cái chai nhựa đó các bạn. Đó thì giờ mình kéo lại đây để bắt đầu mình lấy nè các bạn. Thí dụ như bây giờ chai xanh theo chai xanh ha. Đó. Thì mấy cái này là của nhà hàng á. Thường thường nhà hàng nó mới có mấy cái chai bia này các bạn. Thì mình khi mà mình đổ ra xong mình xếp cái thùng lại. Mình xếp cái thùng lại chi các bạn biết không? Tại vì cái thùng á một hồi á mình bán được luôn. Đó. Cho nên là vừa đi bán là có thùng là mình bán luôn. Còn mấy cái chai bự này nè là thường thường là phải có tiệc cưới hội đoàn gì đó thì nó mới có nha. Nhưng mà lon á thì bán được nhiều tiền hơn các bạn. Còn cái này bán cũng ít tiền nhưng mà thật ra là nó cũng có tiền. Chỉ có chai thôi, mấy cái chai mà nhất là mấy cái chai rượu á, bán không được tiền, mà chai rượu bằng trắng trắng á, nói chung là rượu đỏ rượu trắng á, là mấy cái chai đó nó rẻ tiền lắm các bạn ơi, cho nên nó vừa nặng mà vừa rẻ tiền, vừa bự nữa, chật chỗ nữa, cho nên nhiều khi mình cũng không lấy luôn. Nhưng mà mấy cái chai xanh này nó bự nhưng mà nó sẽ tính theo cái theo bia, chai bia ha, thì cũng được có tiền. Nói giờ mình đang lựa cái nào mà lon thì mình quăng ra lon, thì cái nào mà bằng plastic bottle thì mình cứ bỏ plastic bottle qua một bên. Cái bịch này nè, hồi nãy là mình lấy ngay chỗ cái chị kia chỉ gọi đó, các bạn thấy trước đầu video đó. Đó là mình đổ nước ra, tại vì khi mà nó thấy một chai mà có nước á thì nó trừ nhiều lắm các bạn. Mình để cho nó khô thì nó sẽ tính cái trừ ít một chút, mà nếu mà chai của bạn mà uống không hết á thì nó sẽ trừ nhiều tiền thôi. Ở đây thông thường các bạn biết người ta lại đây ta bán nhiều lắm. Hồi xưa thì có bỏ máy, mình có một cái video đứng bỏ máy đó, nếu mà các bạn nào biết bỏ máy như thế nào thì coi cái video mà thấy cái hình máy đó. Cũng bán ve chai luôn á, bằng máy đó. Bây giờ nó mình đổ ra xong rồi mình lựa mấy cái bottle vậy đó các bạn, mình bỏ qua một bên. Thấy có nước thì mình đổ ra để hồi nó lại kia nó sang qua nó coi coi những cái mình có bỏ mấy cái chai nhiều khi đổ cát vô hay là không vậy đó. Ở đây thì mỗi lần mình đi bán thì mình cũng thấy mẻ cũng nhiều, mẻ Việt Nam thì tại vì người ta đi mua người ta uống xong người ta để dành người ta bán lại thôi, còn mình thì mình được của nhà hàng nè, rồi của cái chị kia chỉ cho đó, chị kia thì đa số lon nhiều ha, mấy cái lon đó là tiền nhiều hơn. Đó, các bạn thấy không, thùng giấy đó, thùng giấy bán được, trong đây cái gì bán được các bạn ơi, mấy cái máy giặt, máy sấy cũ hay là đồ tùng xe đó, các bạn có thể chở lên các bạn bán được luôn ha. Các bạn thấy tuốt dưới kia đó, nó có xe chạy vô kìa, nó ấy giấy kìa, nó đẩy giấy kìa, các bạn thấy không? Tút tút cái kia đó. Còn ngay chỗ các bạn mà thấy cái ba cái bảng hiện lên kép không? Ngay chỗ đó là ngay chỗ mà để đi lấy tiền. Và bây giờ mình kéo đồ đi qua để mình cân á các bạn. Thông thường mình làm chia xong á thì mình có thể mình lợi mình nhờ nó phụ với mình cũng được. Nhưng mà mình thì thường thường á thì mình không cần. Thường thường á thì mình tự làm hết để cho nó giúp những người khác. Cũng có nhiều người lớn tuổi lợi bán nữa, cho nên để cho nó giúp những người đó.
forget room for water. I get it. Every time I come here, I give you guys water. But this time I forget. Okay. I get in the hall, I put the bag already. And when I left, like 5 minutes, I just, shit. Then, do you remember every time? Yeah, the cold ones, right? Yeah. Yeah. The water and the mop, you know. Yeah, but this time I forgot it. You don't like it? Yeah. Ok các bạn, bây giờ mình vừa bán xong rồi, bây giờ mình đi về nha các bạn. Thì lần nào bán cũng là đủ bình xăng á các bạn ơi. Lần nào là cũng được bình xăng hết. Ok bây giờ mình ghé mình đổ xăng luôn nha các bạn. Ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn lại các bạn video sau nha. Ok các bạn nhớ ủng hộ cho mình nha. Ok, bye bye. I love you all. I love you all. Bye bye.